Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì em đang ở chỗ của bé Huy và chị Hoa này cả nhà ơi. Thì hôm nay em đến đây em hỏi thăm cái tình hình mà muốn thuê phòng trọ và mua xe của chị Hoa cả nhà. Thì em mời cả nhà cùng vào xem clip của em nha. Thì hôm nay đó là chị Hoa không có bán trái cây cả nhà ơi. Chào chị Hoa. Dạ, chào chú Quân và chào ông bà cô chú. Chào Huy đẹp trai. Dỗ ta hôm nay không có bán trái cây hay gì qua hết rồi chú Quân ơi, ngày mai chuẩn bị gì rồi à, là hết trái cây rồi. Dạ, là sáng giờ mình không có bán luôn hả chị? Dạ không, sáng giờ đi kiếm nhà trọ với chú Trung á. À, sáng giờ đi tìm phòng trọ. Dạ. Dạ, có chứ, có phòng chưa chị? Có rồi chú Quân. Có rồi. Dạ. Tháng bao nhiêu? À, nhà trọ đóng tháng 1.800.000. 8. Có bà nội Nga thì mấy nay thì bà nội Nga cũng là tìm nhà cho chị đó. Dạ. Cũng điện hỏi thăm rồi hỏi, nhờ người ta tìm giúp nhà cho mình. Dạ. Cảm ơn bà nội Nga rất là nhiều luôn. Dạ. Huy, hôm nay con khỏe không? Dạ con khỏe. À, con khỏe hả? Ăn uống gì chưa? Chưa. Dạ. Em cũng nghe nói là chị mua xe được rồi đúng không? Dạ, mua được rồi chú Quân. À. Cô gì mua được chiếc xe rồi. À, dạ. Cũng là bà nội Nga. Dạ. Đó là bà nội Nga ở Đà Nẵng đó cả nhà ơi. Thì dạ, bà nội cũng có nói với mình là đã nhờ người mua dùm cho chị Hoa một chiếc xe. Đó, chiếc xe là như là 4.500.000 gì chị. Dạ. Thì nghe nói thứ ba này người ta sẽ chuyển lên cho mình. Dạ. Ồ, bà nội Nga là nói chung là bà nội Nga lo cho bé Huy với chị rất là nhiều luôn. Dạ. Vừa tìm phòng vừa nhờ người mua dùm xe cho mình nữa. Dạ. À. Quê con có biết bà nội Nga không? Dạ biết. À, bà nội Nga là giúp con là mua xe được nè. Chứ hôm bữa là thấy không, bữa hổ là chạy kiếm mua cái xe thấy vất vả không? Dạ. Bữa đó mệt quá chú Quân, bữa đó đi hơi. Bữa đó mệt đúng không? Dạ. Rồi chạy từ trưa mà còn sáng chứ, chắc chưa trưa, là dạ, chạy tới chiều luôn. Để ghé không biết bao nhiêu tiệm xe nữa chú vào ha. Đi cũng nhiều chỗ lắm. Ờ, bữa đó ghé quá trời tiệm luôn mà mua đâu có được đâu. Dạ. Thì cũng may đi có bà nội Nga, bà cũng bà nội Nga hỏi là mua xe khoảng bao nhiêu đó, rồi dạ, em cũng có nói thì bà nội nhờ người ở đâu trên Đồng Nai hay gì á. Dạ. Mua giùm cho mình. Dạ. Rồi mà bà nội nói là thứ hai, đáng lẽ là thứ hai á là nội chuyển lên á, nhưng mà bữa em có hỏi chị đó là chưa có phòng. Chưa. Dạ. Phòng người xe không biết để đâu, không. Dạ. Có chỗ để đâu. Thì em cũng nói với cô Nga là để khi nào có nhà thì mình mới lấy xe. Dạ. Bây giờ thì cũng có phòng trọ rồi, rất là mừng luôn nè. Tháng 1.800.000. Dạ, một tháng 1.800.000 là bao điện nước luôn. Bao điện nước luôn. Dạ, bao điện nước là 1.800.000. Rồi, sắp tới thì cũng vất vả gian nan đây. Tháng thì nhà 1.800.000 cả nhà ơi. Dạ, ráng cố gắng bán nhiều chất kia lên. Dạ. Thì Quy nè, Quy mốt bớt ăn hàng lại nha, bớt mua đồ chơi lại nha, cho mẹ khỏe khỏe xíu nha. Dạ đi con. Dạ. Dạ nè, dạ ngoan nè. Dạ coi. Chú mua đồ chơi cho. Đó, có trong túi hồi con cảm. Ừ. Con cảm ơn bà nội Nga đi. Con cảm ơn bà nội Nga. Dạ. Ừ. Cảm ơn con Ngân. Ủa hôm nay là bây giờ là mình ở đây là chị tính về quê hay là sao? Không, hồi về nhà trọ. Sáng phải chở cũng phải sáng chở ra, không có ở đây ngủ được, phải đi về bển ngủ. À, chút là về phòng trọ. À, đi về phòng trọ xong rồi khi nào ngủ mai mới đi về hả? Dạ, mai sáng phải lấy vỏ. Qua đây lấy vỏ mới đợi xe rồi mới. Là à, rồi, sáng qua đây lại hả? Dạ, sáng qua đây lại. Rồi lấy vỏ. Dạ. Lấy vỏ xong rồi mới về quê, rồi chị tính khi nào mới lên? Sáng thứ hai hả? Sáng thứ hai, tối thứ hai, sáng thứ ba tới đây. Sáng thứ ba? Dạ. Thứ hai nghỉ thêm một ngày. Dạ. À, thứ hai nghỉ thêm một ngày nữa. Dạ. Thì bây giờ thì ở nhà trọ là khi nào mình dọn vô thì chị qua? Tối thứ ba luôn á chú. Tối thứ ba là dọn nhà luôn? Dạ, tối thứ ba là dọn nhà luôn. Nhà nhiều đồ không? Nhà chị không. Á? Đồ của Nhật Quy với ta, hai mẹ con thôi, không có cái gì hết. Về dưới phải lấy giấy cà xanh cho Nhật Quy nè, giấy tờ, rồi đem thêm cái quạt lên. À, cái quạt gió. Quạt gió. Trên đây không có hả? Không.
Trời đất ơi, buổi tối về ngủ nóng chết luôn. Đấy, không có gì. Mấy bữa là hai mẹ con ngủ bên phòng trọ cũng là trên gác là không có quạt luôn. Có. Cái quạt đó là của cháu. Không cho phủ mình là giá không? Bữa chị nói là 1 triệu hả chị? Dạ. Mỗi tháng 1 triệu. Tháng 1 triệu. Qua đây để tháng 1 triệu 8. 1 triệu 8. Thì đó, thì gói ghém rồi để đóng tiền nhà. Giờ phải gói ghém rồi. Gói ghém, tiết kiệm lại để lo cái tiền nhà. Thì dạ. Từ bây giờ cũng đang khó khăn. Thì bây giờ mà được cái phòng trọ vậy thì nó cũng ổn rồi. Ở gần mấy anh chị qua. Mới đi có một lần là giờ không có nhớ. Chắc ở Bình Thạnh, em biết là ở Bình Thạnh. Dạ. Gần chỗ cô gấu á, chắc cũng gần. Dạ, hơi chị gần. Quy chị con đồng hồ cái gì mà bí xị vậy trời, con nói đi. Tối ngày nhõng nhẽo mẹ biết ha. Biết rồi, đồng hồ đúng không? Nhắc là đòi đồng hồ nữa, đồng hồ chưa có mà. Hồi chưa, ta đang giao lại cho chú đằng kia kìa. Mai mà mai chừng nào con lên mới có. Bởi vì là mình đi hồi sáng giờ luôn á chị hả? Sáng giờ đi kiếm phòng luôn hả? Dạ. Mà có số điện thoại rồi đúng không? Có số điện thoại bữa gấu có lấy số điện thoại rồi, điện rồi lại đúng không? Dạ có số điện thoại của ông chủ nhà luôn. À chứ mình không có tìm như bữa nữa ha. Dạ. Tìm như bữa là mệt. Hôm bữa chạy đi tìm thì nó mệt. Còn nay mình có số điện thoại rồi thì mình chạy lại thì mình xem nhà luôn. Dạ, chị thấy nhà sao? Có ghét không? Không, cái này là ba tầng lầu mình phải lên bậc thang của người nhà người ta. Ở trên hả? Ở trên. Ở trên có phòng ở trên hay sao? Có. Xe đậu dưới. Đậu ở dưới có ta đóng cửa lại ở dưới hết trơn à. Rồi để xe ở dưới á. Thấy an ninh rồi, cho đó vậy là chắc an ninh rồi đó. Chứ dạ. Làm về lên ngủ thôi chứ đâu đi đâu đâu. Công an đồ đây đó nhiều lắm nha, nó nghe cái chủ nhà nó vậy là ok rồi đó. Dạ. Vậy là tối thứ ba dọn. Tối thứ ba là qua bến nó dọn bờ qua về bến ngủ. Dạ. Thì em thấy nghe. Có đóng tiền như mình vô đó, mình phải đặt cọc cho người ta hết 500 rồi. À. Vậy là 1.8 triệu với đặt cọc 500 nữa là dạ. 2.3 triệu là đóng trước luôn 2.3 triệu đúng không? Hay chưa là chưa có đóng à? Mới đặt cọc 500 chưa? À mới đặt cọc 500. Vậy cũng là như chữ giữ cái nhà đó cho mình rồi đó. Đây nữa mình chờ vô người ta khỏi cho ai mướn. Vậy là em biết là cô Nga nói là thứ ba là xe cũng chuyển về đây. Dạ. Là tối lại là nếu mà chị chuyển phòng thì cũng có chỗ để rồi. Dạ. Cũng an tâm rồi. Dạ. Bây giờ là thấy là có nhà có xe rồi đó. Nó sắp tới nữa bé Quy đi học nữa là bớt lo cái vụ Quy rồi, bớt lo. Để bé chạy một vòng ở đây cũng nói chung là đi cũng nguy hiểm rồi. Không có đi học á, đi học thì cho bé sẽ ngoan hơn. Dạ. Cứ đi tới đi lui cứ thấy cái gì cũng đòi mua mẹ không. Chị đi bán về Nguyên ngày cho bé Quy theo là cũng tội nghiệp đó. Đúng rồi. Nắng mưa cũng tội nghiệp cho bé. Mà qua bán thì sáng thì 2 giờ thức. 2 giờ thức thì bé Quy cũng thức theo luôn bán tới 5-6 giờ chung cái gì đó. Nói chung là cũng như là bé Quy đi theo chị Nga là nguyên ngày luôn rồi đó. Ủa rồi mới mốt có 3 ngày đây rồi đó. Mốt bé đi học thì sao ta? Đi học phải chiều về rước để coi để coi tình hình coi làm sao. Dạ, để nếu sao. Mà được thì vậy thì rất là mừng rồi. Xin cảm ơn bà nội Nga rất là nhiều. Dạ. Vừa mua giùm cái xe cho chị Hoa. Dạ. Và cũng là đồng hành cùng tìm phòng trọ cho mẹ con chị Hoa luôn. Bà nội Nga rất là quan tâm đến chị Hoa luôn đó. Thì chị Hoa có gửi lời gì đến bà nội Nga không? Dạ, con xin cảm ơn bà nội Nga rất nhiều với cô Ngân. Ngân là sắp tới là cũng đồng hành cùng chị đúng không? Dạ, thương hai mẹ con, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn bà nội rất nhiều. Dạ, thì em cũng nghe anh Trung nói thì chị Ngân sắp tới thì cũng sẽ hỗ trợ cho cái Quy. Dạ. Đi học như là mỗi tháng là 1 triệu hay gì đó. Dạ. Đó đúng không chị ha? Dạ đúng. Chị Ngân cũng rất là tốt luôn, cũng rất là quan tâm đến gia đình mình luôn. Dạ. Thì em cũng xin cảm ơn chị Ngân, bà nội Nga rất là nhiều. Thì giờ này là chuẩn bị đi về. Dạ. Đi về nhà nghỉ. Dạ. Thì
vậy là nãy là chú Dung đưa lên đây luôn hả chị hả? Chú Dung. Bây giờ về ăn cơm hay sao? Dạ. Về ăn cơm, nghỉ ngơi, đang mai đang chồng chị còn về quê nữa. Dạ. Thì chắc em xin dừng clip ở đây cả nhà ơi, cho chị Hoa và bé Huy về nhà nghỉ ngơi, sáng giờ đi cũng mệt rồi. Em xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà clip sau. Em chào chị Hoa nha. Dạ, chào. Rồi, chào cô Nga, chào tất cả mọi người, cảm ơn cô Nga rất là nhiều. Bye bye.